Tiếp theo con sẽ trình diễn là Dr. Gradis at Parnassum và Nốt Tuyệt. Suốt thời gian con học tại New Kids vừa qua, con đã học được rất nhiều điều từ rất nhiều thầy cô. Nhưng người thầy mà đã gắn bó với con lâu dài nhất và đã dạy con nhiều điều nhất chính là thầy Kỳ Anh. Bài con sẽ đàn tiếp theo là bài Dr. Gradis at Parnassum của Debussy. Đây là bài con đã đàn nhân dịp 10 năm kỷ niệm dạy đàn của thầy Kỳ Anh. Nhân dịp này thì con xin chúc thầy Kỳ Anh và New Kids sẽ luôn tiếp tục mang lại một môi trường âm nhạc đầy hứng thú và đam mê cho không chỉ con mà tất cả các bạn sắp học ở New Kids. Và bài tiếp theo nữa là bài Nốt Tuyệt. Các bài Nốt Tuyệt thì thường thường là các bài đã đánh vào ban đêm, nên là rất là nhẹ nhàng, êm dịu và có một hòa âm rất phong phú và ấm áp. Bài này mang âm hưởng của âm nhạc nghe của người Nga và mang tính tự sự. Đây là bài con đã đàn trong đêm gala của Piano Competition năm 2013. Hân mời mọi người lắng nghe. Đây là bài Nocturne của Glinka.